Ô tô Hương Oanh Thái Bình xin kính chào toàn thể bà con, cô, bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi Salon ô tô Hương Oanh trên kênh fanpage của nhà mình. Và bây giờ là 15 phút buổi tối hàng ngày, mình phát trực tiếp để kể tên, báo giá và giới thiệu sơ qua với các bạn. Các bạn đang xem được video nhà mình thì làm ơn hãy ấn nút like, ấn nút chia sẻ bài viết và các bạn hãy chia sẻ thông tin, quảng cáo, giới thiệu đến anh chị em, bạn bè, người thân giúp nhà mình với nhé. Xin chào anh Tùng, xin chào Khánh Nhung. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà mình nằm cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km, và nhà mình thì gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Chuyên kinh doanh các loại xe ô tô đã qua sử dụng với giá tiền trên 100 triệu và với tiêu chí là xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi và máy móc thì còn nguyên zin. Lúc nào thì nhà mình cũng có khoảng tầm 40 đầu xe đủ các chủng loại, từ Morning này, i10 này, Vios, Altis, Kia, Camry hay là Innova, và đặc biệt thì có rất là nhiều xe Fortuner máy dầu các bạn nhé. Xin chào bạn Nguyễn Mạnh Đảng, xin chào em Đình Hạnh, xin chào Hoa Tài. Fortuner máy dầu, cảm ơn Hùng Chín ạ. Fortuner máy dầu hôm nay thì nhà mình còn 3 chiếc 2010 màu đen, một chiếc 2013 màu bạc, một chiếc 2009 số tự động màu vàng cát và một chiếc 2019 màu cà phê số tự động các bạn nhé. Xin chào Nguyễn Huyến. Và rất vui mừng khi ngày hôm nay mình chốt được 3 chiếc xe các bạn nhé. Lúc trưa thì mình giao chiếc xe 2014 cho khách hàng ở Bắc Giang. Sau đó chiều nay thì nhận cọc chiếc xe Vios 2019. Và lúc gần tối nay thì là chiếc xe Mazda CX-5 2018. Còn đây là chiếc Honda CR-V 2015 các bạn nhé. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ đời 2015 bản full màu Titan và đang mang biển Hải Phòng. Giá chào bán là 700 triệu. Còn trong kia là chiếc xe 2010 màu đen Fortuner máy dầu màu đen các bạn nhé. Xin chào Julie Trần. Fortuner đang có 3 chiếc màu đen 2010. Giá loanh quanh là trên 500 triệu một chút các bạn nhé. 2010 máy dầu một cầu số sàn màu đen, một chiếc biển Hà Nội, một chiếc biển Nam Định. Giá chào bán là trên 500 triệu. 510 rồi 505. Còn đây là chiếc xe 2019 số tự động màu cà phê các bạn nhé. Chiếc xe này là màu cà phê này, nhìn xa thì có thể nhìn ra màu đen nhưng mà màu chính xác là màu cà phê. Và chiếc xe số tự động máy dầu 2019 này nhà mình đang chào bán 985 triệu. Xin chào Nguyễn Chiến Thắng. Đây là chiếc 2009 thì chiếc này nhà mình đã nhận cọc của khách hàng ở Kiến Sương ngày hôm qua rồi. 2009 máy dầu hôm nay đã bán cho khách hàng Kiến Sương rồi các bạn nhé. Còn đây là chiếc xe Route 2020, Toyota Route 2020 1.5 số tự động nhập khẩu Indo màu bạc và 7 chỗ ngồi các bạn nhé. Giá chào bán là 625 triệu. Xin chào Nguyễn Thanh. Xin chào Tùng, Đỗ Tùng. Hai số điện thoại của nhà mình các bạn có thể lưu lại là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Các bạn hãy lưu hai số điện thoại của nhà mình vào khi cần mua hoặc bán những chiếc xe ô tô cũ chất lượng. Thì các bạn hãy liên lạc hoặc là các bạn hãy giới thiệu cho anh chị em, bạn bè, người thân giúp mình với. Xin chào Lê Dũng. Tất cả những chiếc xe nhà mình chào bán luôn cam kết với các bạn là xe không bị lỗi, tức là không bị tai nạn đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc thì còn nguyên bản. Và những thứ mà mình không cam kết là sơn và công tơ các bạn nhé. Sơn thì
Những chiếc xe vừa mới ra khỏi nhà sản xuất đôi khi đã bị cọ xước rồi. Thế nên là nhà mình kinh doanh xe cũ thì mình không cam kết sơn với các bạn được. Và thứ hai nữa là công tơ mét thì bây giờ các bạn biết là kỹ thuật tời gẩy cũng rất là đơn giản. Vì thế nên là có những chiếc xe mình mua trực tiếp được của người dùng thì mình cam kết, còn những chiếc xe mà mình mua lại của anh em bạn bè hoặc là mua qua một hai lần rồi thì không cam kết được đến công tơ với các bạn. Cảm ơn anh Nguyễn Triều nha. Xin chào du lịch Tú Anh. Đây là chiếc xe Camry 2.4G các bạn nhé, đời 2009, màu đen và đang mang biển Hà Nội. Chiếc xe này cũng số tự động. 2.4G đời 2009 còn rất là đẹp, đang mang biển Hà Nội 4 số. Giá chào bán là 488 triệu. Xin chào Nguyễn Phố Thái Bình nha. Còn đây là Camry 2.5Q. 2.5Q đời 2018 cũng màu đen và đang mang biển Hà Nội. Giá chào bán là 930 triệu. Xin chào bạn Hồ Trường. Hồ Trường hay Hồ Trương. Camry 2.5Q. Cảm ơn Nguyễn Phố. Ngày hôm qua mới về được một chiếc xe Kia Carren các bạn nhé. Kia Carren sản xuất 2015 nhưng mà xe cực kỳ đẹp bởi vì mới chạy chuẩn 5 vạn cây. Biển Hà Nội màu vàng cát các bạn nhé. Kia Carren số sàn nhưng mà chạy chuẩn 5 vạn cây, còn đang mang biển Hà Nội màu vàng cát. Giá chào bán là 330 triệu. Còn nguyên cả một dàn lốp theo xe rất là dày. Và lốp sơ cua thì chưa hạ lần nào nhé. Xe đẹp lắm luôn. Xin chào bạn Mạnh Kế. Và nhà mình còn một chiếc xe Fortuner 2013 các bạn nhé. 2013 máy dầu một cầu. Số sàn màu bạc và chiếc xe này đang mang biển Thanh Hóa. Giá chào bán cho Fortuner 2013 là 600 triệu. Mấy hôm nay nhà mình bán được khá nhiều Fortuner. Thế nên là các đời 12, 11, 12, 14, 15, 16 thì đều đã hết mất rồi. Hôm nay chỉ còn một chiếc 13, hai chiếc, ba chiếc 2010 các bạn nhé. Và một chiếc 2019 số tự động. Một chiếc 2009 số tự động nữa. Xin chào Vũ Lộc. Và ngày hôm qua thì mình cũng mới về được một chiếc xe bán tải BT50. Cảm ơn Nguyễn Mạnh Đáng nha. BT50 các bạn nhé. 2018 nhưng mà đăng ký lần đầu 2019. Chiếc xe màu trắng và đang mang biển Thái Bình. Rất chi là đẹp các bạn nhé. 560 triệu cho BT50. Mới về ngày hôm qua xong. Và nhà mình còn một chiếc bán tải nữa là Colorado máy dầu, cũng sản xuất 2018 nhưng mà nhập khẩu Thái Lan và mới chạy có 2 vạn 3 thôi. Đèn trong rỗng như là mới đây các bạn nhé. Xin chào Nguyễn Diệp, xin chào Vũ Lam. Tiếp theo giới thiệu với các bạn Lacetti CDX đời 2009, số tự động nhập khẩu và đang mang biển Hà Nội các bạn nhé. Lacetti số tự động nhập khẩu 2009 màu bạc và đang mang biển Hà Nội, 225 triệu. Xin chào Nguyễn Sinh. Tiếp theo đây là chiếc xe Atit 2017, đăng ký 2017, sản xuất 2016, 1.8 số tự động màu đen và đang mang biển Thái Bình. Giá chào bán là 600 triệu các bạn nhé. Mới chạy chuẩn 4 vạn 3 thôi. Một chủ sử dụng từ đầu và chủ xe là cô bạn thân của nhà mình các bạn nhé. Atit 2017, 1.8 số tự động màu đen, biển Thái Bình. Giá chào bán là 600. Còn đây là Vios G 2019.
một chiếc xe số tự động màu trắng 2019. Chủ xe cũng là một cô giáo luôn. Giá chào bán là 500 triệu. Xin chào bạn Trường Sa. Tiếp tục giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe Fortuner 2010 các bạn nhé. Máy dầu một cầu số sàn 2010. Giá chào bán là 505 triệu. Chiếc xe này màu đen biển Hà Nội. Và mình vừa giới thiệu là nhà mình đang có 3 chiếc xe 2010 như thế này luôn. 3 chiếc xe Fortuner máy dầu 2010 đều màu đen các bạn nhé. Và nếu các bạn theo dõi thường xuyên thì các bạn thấy là nhà mình bán Fortuner dầu rất là uy tín. Mình bán được rất là nhiều Fortuner máy dầu, đã được rất là nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn của ô tô Hưng Oanh các bạn nhé. Chiếc xe màu trắng này là i10 2019 số tự động, mới chạy có 1.900.000 thôi. Và chiếc xe này đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi, nên nếu các bạn mua thì sẽ rất là nhanh chóng để được vào tên. Giá chào bán là 395 triệu. Xin chào Tuấn Bống, xin chào Tam Hoàng. Các bạn hãy chia sẻ bài viết, chia sẻ vào các hội nhóm thì càng tốt giúp mình với các bạn nhé. Tiếp theo một chiếc xe Atis nữa, 2010 màu đen, cũng 1.8 số tự động và đang mang biển Thái Bình. Giá chào bán cho chiếc xe này là 395 triệu. Thái Bình hôm nay đang mưa các bạn nhé. Thời tiết hôm nay rất là xấu, trời đang mưa nên là xe bị ướt hết rồi đây. Và xe như thế này thì ngày mai nhà mình lại phải rửa hết cả một loạt rồi, rất là bẩn. Innova đang có một đôi các bạn nhé. Hai chiếc, một chiếc 14 màu bạc số sàn biển Hà Nội, 405 triệu. Và một chiếc 2016 màu vàng cát. Chiếc xe màu vàng cát này thì biển Thái Bình và giá chào bán là 425 triệu. Xin chào Phạm Bộ. Ở trong nhà kia thì mình đang có Kia Rio 2015 300 triệu các bạn nhé. Kia Rio 2015 màu bạc biển Thái Bình và một chiếc xe Vios màu đen thì là hôm nay mình đã nhận cọc của khách hàng ở Đông Hưng rồi. Xin chào bạn Minh Nhật. Kia Rio 2015 biển Thái Bình và giá chào bán là 300 triệu. Salon nhà mình thì gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Các bạn hãy vào bản đồ với tìm kiếm ô tô Hưng Oanh thì sẽ được chỉ dẫn đến tận nơi. Còn nếu mà các bạn ở xa thì các bạn có thể kết nối điện thoại Zalo và mình sẽ mua bằng hình thức online. Tiếp theo một chiếc xe Lacetti 2004 màu bạc số sàn và cũng đang mang biển Hà Nội. Giá chào bán chỉ có 120 triệu thôi các bạn nhé. Lacetti 2004 không bị mất một phân keo chỉ nào và máy móc thì còn rất là ngon. Màu bạc biển Hà Nội 120 triệu. Tiếp theo là chiếc xe Hyundai Accent số sàn 2019 màu bạc biển Thái Bình. 2019 các bạn nhé. Số sàn và đang mang biển Thái Bình, 395 triệu. Bên cạnh đây một chiếc xe Accent nữa, nhưng mà chiếc xe này thì số tự động. Số tự động sản xuất 2018. Màu đỏ và chiếc xe này thì đã được rút hồ sơ về tên nhà mình. Giá chào bán là 488 triệu. Đẹp như xe mới các bạn nhé. Accent 2018 số tự động. Còn đây là chiếc Kia Morning 2019 nữa. Chiếc xe này số sàn màu trắng, được độ một bộ vành rất đặc biệt. Giá chào bán là 275 triệu. Còn đây là chiếc Fortuner máy dầu 2009 nhưng mà nhập khẩu Thái Lan.
đặc biệt là số tự động các bạn nhé. Màu vàng cát số tự động nhập khẩu Thái Lan 2009 đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi và giá chào bán là 560 triệu. Xin chào bạn Trần Đức Trung, xin chào bạn Nguyễn Nguyễn, xin chào Đặng Cao Khang, Bạch Tiên, xin chào tất cả các bạn. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ nữa là Honda CR-V đời 2009 màu đen và đang mang biển Hải Phòng, 410 triệu. Mercedes-Benz C200 đời 2009 màu xám biển Hà Nội, 375 triệu. Màu đen trong đây là chiếc xe Camry 2002 số sàn 2.4G đang mang biển Thái Bình các bạn nhé. Camry 2002 số sàn 265 triệu. Xin chào bạn Quang Trinh, xin chào Nguyễn Bính. Và một chiếc Camry nữa, nhưng mà chiếc này thì 3.0 số tự động nhập khẩu Mỹ bản XLE các bạn nhé. Chiếc này nhập khẩu Mỹ XLE đã có cửa sổ nóc này, đang mang biển Hải Dương và giá chào bán là 270 triệu. Và một chiếc xe bán tải nữa là Colorado máy dầu một cầu số tự động đời 2018 nhập khẩu Thái Lan, chạy mới có 2.3 vạn cây thôi các bạn nhé, còn rất là mới. Tuy nhiên chiếc xe này thì đang chờ hồ sơ và giá chào bán là 540. Nếu bạn nào yêu thích chiếc xe này thì có thể chờ hồ sơ các bạn nhé. 540 triệu cho chiếc xe Colorado 2018 nhập khẩu Thái Lan, máy dầu một cầu số tự động. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp từ Salon ô tô Hưng Oanh, có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Xin chào Trần Khởi, xin chào Trần Danh Khương. Xin chào tất cả các bạn và cảm ơn 13.000 khách hàng đang theo dõi kênh fanpage của nhà mình trên Facebook. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho Salon ô tô Hưng Oanh. Xe của nhà mình thì cam kết về chất lượng nhưng giá của nhà mình thì luôn luôn bị cao so với các đơn vị bạn. Nếu các bạn chấp nhận chi thêm từ 1 đến vài chục triệu để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì hãy liên lạc đến Salon ô tô Hưng Oanh. Nếu các bạn đi tìm những chiếc xe cùng đời mà giá rẻ thì nhà mình không có các bạn nhé. Các bạn ở xa thì có thể kết nối điện thoại Zalo để mình mua bằng hình thức online. Tức là các bạn xem xe, thống nhất giá cả xong thì các bạn chỉ việc đặt cọc một vài chục triệu, mình sẽ rút hồ sơ về tên các bạn và mang xe đến tận nơi cho các bạn kiểm tra. Khi nhận được xe rồi, nếu mà thấy đúng như cam kết thì các bạn mới phải thanh toán nốt phần tiền còn lại. Còn các bạn thấy không đúng như cam kết thì mình sẽ phải trả lại tiền đặt cọc mà các bạn không mất đồng nào các bạn nhé. Bạn Trình Quang ơi, nhà mình hôm nay không có chiếc Kia Sedona đâu nhé, chỉ có mỗi chiếc Kia Karen thôi. Xin chào Đăng Khoa. Các bạn nào xem được video này, Camry 2002 nhà em có một chiếc nhập khẩu và một chiếc Việt Nam anh nhé. Anh Nguyễn Cương ơi, chiếc 2002 3.0 thì là nhập khẩu Mỹ nhá. Một chiếc 3.0 thì là bản nhập khẩu Mỹ XLE đã có cửa sổ nóc màu xám biển Hải Dương. Đây nhá, chiếc này là chiếc nhập khẩu này, 3.0 nhập khẩu Mỹ, 270 triệu. Còn chiếc màu đen ở trong kia thì là bản Việt Nam, 2.4G thì là chiếc xe số sàn bản Việt Nam và giá chào bán là 265. Còn chiếc này là số tự động 3.0 nhé. Camry đời sâu là nhà em đang có một đôi như vậy. Ngoài ra một chiếc xe sang đời sâu nữa là Mercedes-Benz C200 đời 2009, 375 triệu. Xin chào Nguyễn Hiếu, xin chào Phi Lưu Hùng, Lưu Phi Hùng. Và cũng một lần nữa thì xin giới thiệu với tất cả các anh các chị và mọi người là Nguyễn Oanh năm nay 50 tuổi rồi, nên khi gọi tất cả mọi người là bạn thì có thể là sẽ thất lễ với một số các cô bác anh chị, thì mong mọi người thông cảm nhá. Để cho tiện xưng hô thì em luôn gọi mọi người là các bạn.
thì chắc chắn là sẽ bị thất lễ với một số cô bác anh chị, thì mong mọi người thông cảm nhá. Đến đây thì mình xin kết thúc video báo giá hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho salon nhà mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.